Hôm nay mình ăn hảo hảo và hành lá. Ăn sáng xong thì ra sân ngồi lột vỏ khoai tây chuẩn bị bữa trưa. Xong rồi nhìn các bạn nhỏ giặt đồ này. Ngồi giữa sân mà nhìn ra cái vườn mê ơi là mê luôn. Xem bông cải nè, xinh ơi là xinh. Đang rảnh rỗi nên mình ngồi chỉ tụi nhỏ chơi oan quan. Mình đang chuẩn bị bữa xế. Thực đơn hôm nay là lúa mì rang và khoai lang nướng. Trời lạnh mà được ngồi bên bếp lửa thì rất là khoái luôn. Hồi còn bé, mình ở với ông bà. Ông bà mình cũng sử dụng bếp củi nên là nghe thấy tiếng ống thổi như thế này rất là nhớ tuổi thơ luôn ấy. Các bạn nhỏ đang dẫn mình đi đến sân chơi. Đi bộ ra ngoài chơi với đám trẻ. Where's the small baby? Where? this? We will play this? It's very new for me. Đố các bạn biết đây là cái gì luôn ấy. Hôm nay ngủ dậy phải ra vườn điền. Mấy củ cải này nhìn quá là đã mắt rồi, cho nên nhổ vào để trưa nay chuẩn bị bữa trưa nhá. Xong xuôi thì mình vào làm một tô miến đậu xanh. Trưa nay thì mình hầm canh gà và cà rốt cho các bạn nhỏ. Các bạn còn nhớ bộ xương gà hôm bữa không? Nghỉ ngơi xong thì các bạn nhỏ đưa mình đi tới Santiban, có nghĩa là Peace Forest. Khúc này là mình bắt đầu thở dốc rồi nha, tại vì mới ốm xong ấy. Xong rồi không có quen cái việc đi bộ đường dài, nay còn leo núi nữa chứ. Các bạn nhỏ chạy và mình đi theo một đứt hơi luôn. Mình để ý nhà cửa đây rất là lớn. Và cái màu sơn thì các bạn nhìn xem, màu sơn rất là sặc sỡ luôn ấy. Say hello. Bạn nhỏ nói muốn leo tiếp nhưng mà đã 4 giờ rồi nên là mình phải về thôi. Chạy về nhà thì được ăn thử món này mà mình cũng không biết nó là món gì luôn. Pratiksha hái được mấy bông hoa nên ẻm cài lên đầu mình vậy nè. Amma vừa mới đi chợ về cho mình ăn thử cốm của Nepal. Ngày mai mọi người sẽ tới đây để tổ chức tiệc Giáng sinh, cho nên hôm nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị nhiều thứ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì mình và các bạn nhỏ lại tiếp tục đi tới chinh phục Santiban. Mình đã đến nơi rồi đây. Sau khi cầu nguyện thì mình và các bạn nhỏ lên đường đi về. Trên đường về thì bắt gặp cây hồng này. Mình nói là mình muốn ăn thử trái hồng này cho nên các bạn nhìn này. Susita lùn hơn mình hẳn một cái đầu nhưng em vẫn cố lắc cho được một trái hồng cho mình ăn đấy. Mà trái hồng này chát lắm. Đi được vài bước tụi mình lại bắt gặp một vườn cam. Và thế là mình chạy vào xin luôn. Thế rồi người ta cho mình hai trái này. Thế cái ổi này mọc hoang tụi mình cũng vặt luôn. Lúc tụi mình về thì chị dâu đang ngồi phát quà Giáng sinh. Sista. Thank you. Thank you. Cô con này lần đầu tiên được nhận quà Giáng sinh nên là run quá, nói chuyện thấy ghê quá, mọi người thông cảm nhé. Các bạn nhỏ đang ngồi làm mô hình và tập nhảy cho buổi biểu diễn tối mai.
gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.